Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Phước Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27 và ngày 28 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra. Đại hội lần này là dịp để huyện Phước Sơn tổng kết đánh giá kết quả đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá để đưa quê hương Phước Sơn ngày một đi lên. Trong chương trình Trang địa phương hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ 21. Chúng ta cùng theo dõi. Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, giữa rừng, gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đó được coi là những thành quả nổi bật của Phước Sơn trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ý kiến sau. Sau khi được sự quan tâm đầu tư của nhà nước về trạm y tế, rồi đường giao thông và sự vận động của các ban ngành đoàn thể, của xã cũng như của huyện, thì hiện nay trang trí bà con cũng đang cao lên. Hàng năm thì Phước Lộc cũng giảm được 10%, thì trước đây là 75% hộ nghèo, thì hiện nay là hơn 43% hộ nghèo. Đào tạo cán bộ lần này thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết là cái lực lượng trẻ trưởng thành. Tức là chúng ta đã trung hóa được, trẻ hóa được cái đội ngũ. Và đặc biệt hơn nữa là đối với người dân tộc thiểu số, người ta đã trưởng thành. Cái đội ngũ cán bộ mà phải nói rằng lãnh đạo quản lý hiện nay ở huyện, ở xã là phần lớn là người địa phương. Đây là điều đáng mừng. Đây là nhiệm vụ lớn của xã để mà làm cho người dân thấy được cái diện mạo của xã Phước Sơn, rồi cái nông thôn mới ở thôn, để mà người dân nó nâng cao cái thu nhập, được sự quan tâm của tỉnh, rồi của huyện, rồi là sự nỗ lực phấn đấu của xã để mà sớm về đích trong năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay đã giảm từ 50% của năm 2015 đến giờ phút này là dự kiến là còn cả 22%. Để làm được những điều đó thì việc đầu tiên là phải có một sự đoàn kết thống nhất cao giữa đảng bộ và nhân dân. Mọi chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật nhà nước đều được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến nhân dân để nhân dân nắm và đồng tình ủng hộ để chúng tôi thực hiện. Những ý kiến nêu trên đã phản ánh được đổi thay của quê hương Phước Sơn trong chặng đường 5 năm qua. Tuy nhiên, với một huyện miền núi cao, Phước Sơn vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Vì vậy, trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, các tầng lớp nhân dân, đảng viên huyện Phước Sơn luôn đặt nhiều tâm tư, kỳ vọng. Trước thềm đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, thì điều trước tiên em mong muốn đó là sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Và trong nhiệm kỳ đến thì những cán bộ được bầu ra sẽ là những người trung thực, công tâm và sẽ luôn là những người đặt lợi ích của huyện nhà, của đảng cũng như của nhân dân và tập thể lên trên hết. Và huyện nhà sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân, làm sao đó để tỷ lệ hộ nghèo thật sự giảm và thoát nghèo bền vững. Tôi rất là mong muốn được sự chỉ đạo và định hướng của đảng, đảng viên trẻ, các bộ trẻ cũng như là đoàn viên thanh niên thì sẽ được sự quan tâm, dìu dắt và chỉ đạo sát sao hơn của đảng. Sẽ có nhiều cái chương trình phát triển thanh niên cũng như sẽ có những cái quan tâm hơn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ, nhất là cán bộ nữ và người dân tộc thiểu số. Và đặc biệt hơn nữa đó là sự tin tưởng giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số, để cho tôi cũng như đảng viên trẻ cũng như là cán bộ công chức nữ người dân tộc thiểu số phát huy hơn nữa khả năng của mình, xứng đáng là tầng lớp kế cận của đảng, để góp phần xây dựng huyện Phước Sơn ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, Phước Sơn xác định tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhanh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng Phước Sơn phát triển để đạt được những chỉ tiêu nghị quyết đề ra cũng như thực hiện thắng lợi ba nhiệm vụ đột phá. Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ 21 đã tập trung trí tuệ đề ra những giải pháp quan trọng. Có thể nói, 5 năm qua,
Đảng bộ và nhân dân Phước Sơn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu hợp lý, tốc độ tăng trưởng nhanh, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nhất là hạ tầng kỹ thuật, các tuyến giao thông, nhiều công trình lịch sử, văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, tạo ra diện mạo mới, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi và thị trấn Khâm Đức bước vào thời kỳ phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, sôi động hơn. Chương trình bố trí sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 50,68% năm 2015 xuống còn dưới 22%. Ghi nhận biểu dương những thành tựu quan trọng mà Phước Sơn đã đạt được, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Phước Sơn phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, khớp nối đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới, gắn với định hướng quy hoạch của tỉnh, của các địa phương lân cận như Nam Giang, Hiệp Đức và huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Cùng với đó, tiếp tục vận dụng linh hoạt, tranh thủ nguồn lực, lồng ghép hợp lý và triển khai hiệu quả các chương trình dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 88 của Quốc hội gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây của Quảng Nam. Ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối các thôn, xã và hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhân dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, di rời tái định cư nơi ở mới và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Huyện đã nằm trên cái tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại và thị trấn Khâm Đức cũng trở thành một cái thị trấn sầm uất. Chính vì vậy cho nên là nơi đây cũng là một trong những cái nơi mà có nhiều sản phẩm du lịch nổi tiếng và tôi nghĩ rằng Phước Sơn sẽ kết nối được với tuyến đường Hồ Chí Minh và kết nối với quốc lộ 4A và sẽ kết nối với lại các cái tỉnh Tây Nguyên thì chắc chắn rằng là Phước Sơn sẽ có điều kiện để kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh và sẽ tập trung xây dựng Phước Sơn và đặc biệt là phát triển nhanh về kinh tế du lịch trên địa bàn Phước Sơn trong cái nhiệm kỳ đấy, chắc chắn rằng là sẽ thành công. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phước Sơn đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác giảm nghèo và đào tạo lao động được Phước Sơn ưu tiên hàng đầu, với chỉ tiêu giảm 3% hộ nghèo trên một năm và có 1.500 lao động được đào tạo nghề. Phước Sơn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp như thế nào? Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện mình cần chú trọng quan tâm đến cái việc mà đào tạo, giải quyết việc làm cho cả hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện mình, nhất là việc là thu hút đầu tư các doanh nghiệp ở các nơi về để mở tại huyện mình, là thu hút giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó thì cố gắng là đầu tư vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước cũng như là một số các hoạt động là trồng rừng, trồng cây dược liệu để tạo điều kiện cho các hộ dân giải quyết việc làm tại chỗ. Đi cùng với giảm nghèo, đào tạo nghề thì chặng đường 5 năm đến, Đảng bộ Phước Sơn còn quyết tâm xây dựng thành công 4 xã về đích nông thôn mới. Đây là một chỉ tiêu khá cao so với một huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Phước Sơn. Xã Phước Công là một trong 4 địa phương được huyện Phước Sơn chọn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong chặng đường 5 năm đến. Ngay tại đại hội Đảng bộ huyện lần này, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Công cũng đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó tập trung vào nâng cao cái nhận thức của nhân dân, phát huy cái nội lực để xác định cái chủ thể xây dựng nông thôn mới là của nhân dân. Đồng thời là tập trung vận dụng lồng ghép nhiều cái nguồn vốn cho cái thực hiện thắng lợi các cái tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra thì ngoài cái việc nỗ lực của nội lực của xã thì chúng tôi rất mong nhận được cái sự hỗ trợ quan tâm của tỉnh, của huyện,
hỗ trợ thêm cái nguồn kinh phí cùng với lồng ghép các cái nguồn vốn khác để thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong cuối năm 2015. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tập trung xây dựng thị trấn Khâm Đức thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Đó được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Phước Sơn trong chặng đường 5 năm đến. Để làm được điều này, tại Đại hội Đảng bộ huyện, đoàn đại biểu của Đảng bộ thị trấn Khâm Đức đã đặt nhiều niềm tin kỳ vọng, cũng như quyết tâm nỗ lực rất lớn trong chặng đường 5 năm đến. Về phía Đảng bộ thị trấn Khâm Đức, chúng tôi thì cũng đã có nhiều cái quyết tâm lớn, đặc biệt trong cái nhiệm kỳ này thì chúng tôi quyết tâm đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như các triển khai các biện pháp, các giải pháp để thúc đẩy, để tăng cường cái dân trí, làm cho nhân dân nâng cao cái ý thức, cái nhận thức trong việc xây dựng đô thị văn minh. Tức là chúng tôi muốn hướng đến xây dựng cái con người văn minh trước khi hình thành một cái đô thị văn minh. Thì có con người văn minh thì mới có một cái đô thị văn minh được. Ngoài các chỉ tiêu đột phá trên, trong chặng đường 5 năm đến, Phước Sơn đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9-10%, tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng chiếm 67%, thương mại dịch vụ 23%, nông lâm nghiệp 10%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng trên một người. Có 98% hộ dân ở thị trấn Khâm Đức được sử dụng nước sạch, 100% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ được sử dụng điện sinh hoạt, được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Phước Sơn đặt mục tiêu kết nạp 350 đảng viên trở lên. Hàng năm, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 90% trở lên, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hơn 80%. Không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, ngay sau đại hội lần này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn sẽ tập trung quyết liệt vào các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo cái việc huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư vào cái hạ tầng trên địa bàn của huyện, thực hiện cái việc phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn của huyện gắn với việc công tác bảo vệ rừng. Trong đó sẽ bảo tồn cái giá trị văn hóa của người Bơ Non và gắn với cái việc phát triển du lịch trên địa bàn của huyện. Nội dung thứ ba đó là tập trung vấn đề là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, kết hợp với việc đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn của huyện đáp ứng được cái nhiệm vụ mới trong tình hình mới. Với những thành quả đạt được, đặc biệt là trong những năm gần đây, có thể nói Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Phước Sơn hoàn toàn có thể tự hào khi đã huy động tối đa mọi tiềm năng sẵn có, vốn rất hạn hẹp, để phát triển tương đối toàn diện khu vực nông thôn miền núi, hòa nhập vào xu thế phát triển chung của tỉnh và đất nước. Trang địa phương Phước Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.